Hồ Ngọc Hà viết tâm thư giải cho các con, đáng chú ý là cách nuôi dạy bé Su Beo. Dù dọc có nhưng Hồ Ngọc Hà lại có cách nuôi dạy con khá bình dân. Trên trang cá nhân mới đây, Hồ Ngọc Hà bất ngờ chia sẻ một bức tâm thư khá dài liên quan tới các con của mình. Cụ thể, Hồ Ngọc Hà tâm sự, mẹ Hà là người trực tiếp mát xa tắm, vệ sinh cá nhân cho tụi con mỗi sáng. Mẹ Hà cũng không muốn tụi con diện quá nhiều đồ vì tụi con không thích. Mẹ Hà cũng không thích. Tụi con chỉ thích mặc đồ màu trắng. Vì lỡ có con mũi, con giận hay con gì bám vào mẹ dễ dàng nhìn thấy bắt ra và tụi con nhìn cũng gọn gàng sạch sẽ hơn hồ ngọc hà cũng chia sẻ về cách mà cô nuôi dạy cả su từ trước tới nay lâu lâu đi đâu hay chụp ảnh mỗi tháng mẹ mới cho diện mà cũng chỉ hơn bình thường tí ti vì toàn là màu sắc trung tính và mẹ hà chuộng ủng hộ sản phẩm việt nam chất lượng cao đặc biệt từ anh su cho đến tụi con thì không ai được mặc đồ hiệu vì mẹ con nói tụi con chỉ nên ăn mặc có gu một cách bình thường cho đúng lứa tuổi và thoải mái nhất có thể Bọn con không cần trang trí cho ba mẹ nhìn sang hơn." Hồ Ngọc Hà chia sẻ. Hồ Ngọc Hà cũng tiết lộ nguyên nhân không mua nhiều đồ cho các con. Mẹ nói tụi con lớn rất nhanh nên chỉ mua đồ cần thiết, chứ không mua bừa bãi, mua những thứ tụi con cần, chứ không phải vì mẹ thích mà mua. Nhưng quan điểm của các mẹ khác muốn diện cho con mẹ Hà vẫn ủng hộ ạ. À. Cuối cùng mẹ Hà cũng nói, nếu các cô ủng hộ suy nghĩ mẹ chúng con thì tụi mình theo dõi, yêu thương, ủng hộ nhau đừng trách mẹ con không quan tâm ăn diện cho tụi con để chụp ảnh đăng lên như lúc nãy có một cô nói vậy mà mẹ con blog mất tiêu mẹ không muốn sau này tụi con đọc những điều đó hồ ngọc hà nhắn nhủ